Chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Và hôm nay thì chả có quay video các bạn. Hôm nay mình ăn bận quay video trò chuyện với các bạn thôi. Đây, sổ bận các bạn. Bây giờ mình thấy nó kiểu nó hơi chói. Bên ngoài là chiều qua nhìn nó hơi chói các bạn, ánh nắng ấy. Đây các bạn, mình hôm nọ mẹ mình về chơi ấy, mình làm về chơi mua. Hôm nay tôi sẽ ăn vừa rau họng vừa nhiệt mồm nữa, nhiệt phát nữa, nhiệt phát đây. Nhiệt mồm tèo lên cộ nhìn đau ạ. Đấy là bầu bí mình bầu mình không ăn cái đồ gì nóng á, mình chỉ ăn mấy cái đồ mát mát thôi, thế vẫn bị nhiệt miệng. Thời tiết nóng nóng cũng ngửa ra. Mình thấy cái mẹ ăn cả vỏ được các bạn, nhưng mà có bầu mình cẩn thận, có thai mình cẩn thận, mình gọt bỏ vỏ đi thì ăn vãi trong. Mình mời các bạn ăn mận của mình nhé. Ăn đúng cái chỗ nhìn lưỡi mà này. Tại đầu đúng mất bên đau họng bên phải luôn chứ. Muốn nhiệt lên chừng nữa đau không vậy. Đồ gì này ăn thì phải cẩn thận các bạn. Hỏi em thì lên mạng tra không đồ có ăn được cái này ăn được cái kia không. Đó linh tinh. Bây giờ mình hơi ổn quan tâm cảm tí nha. Ừ, mình cảm thấy ông ấy rượu nhiều, ông ấy ngáo ngáo các bạn. Tôi luôn tục tiền à. Chửi lúc tao lên tung nữa ạ. Nó ngáo kệ. Bắt em mình gọi mẹ mình về kệ. Lá rượu ngào ngáo. Cái thứ kinh bạn chấp kệ. Mình đói cả đầu. Mấy chuyện hỏi mọi thằng chuyện kia. Sáng rồi nóng quá bạn. Quên lấy nắng á. Chiều còn mất điện nữa. Nó nóng quá. Hôm qua hai chồng mình mất điện là còn chồng mình có chồng cũng đi làm được ở nhà mà. Chạy đi làm ít giấy tờ thủ tục trên xã thì mệt. Đi xe sóc và tất cả bụng ạ. Cái thần kinh đợi tâm sự với em mình thấy cầm lắm. Nắng tan trào cũng đừng giữa nắng, có phải ông chửi được ai đi không hay thì ông nắng ngốc xỉu đấy.
nghiệp ngồi ăn hay khó khổ bác ạ. Nghiệp ngồi ăn khó ăn quá. Đã đau á. Ăn lính thì chẳng mình muốn. Nó đau khó. Mình ăn tháng lại ăn lại bị nôn. Khó quá. Tiền mình là mình đến mì ăn. Đây ạ. Quên mất có điện thử vải khô đấy, các bạn xem đây. Hớ mồm không thể mà nói được, bạn nhiệt đúng nước này. Đây là vải hôm qua chúng mình mua về ở quê mình ạ. Mùa này có cái vải rồi, ở quê mình nhiều vải lắm, vải rẻ. Có 12 một cân thôi. Chồng mình mua về ngâm rượu còn thừa này, thừa một chút to. Này chồng mình mua hình như là hơn một yến ấy, đúng không? Hơn một yến 10 cân, hơn một 10 cân nhá. Còn ngâm một bình to để uống rượu Tết. Thở dầu to kìa. Mình bình thường mà không bầu bí thì mình có ăn được. Nhưng mà bầu này ăn ít thôi các bạn, không còn nóng quá. Ây, ăn bốn quả các bạn. Và để cho mình vừa nắng về quê mình ấy. Vẫn thời tiết này, nắng một nắng thì thôi đấy. Chứ mình vừa có buổi trưa thôi. Mà vỏ nó khô như thế này rồi, ăn bên trong cũng ngọt các bạn. Bên trong vẫn tươi. Một nắng đã khô như này, hai nắng nó phải bắt nước. Muối vải rất là dày các bạn nhé. Đấy, đấy. Mời các bạn dày nhé. Ngọt. Hạt bé. Nhìn ra cái vải hồng cũng phải là bạn nhìn nó vải khô ấy. Này mà phơi được vải này khô ấy, nắng to này phơi, tất mùa ta hồ có vải phơi mà ăn được. Này, ngon, bên trong nó ngọt nữa. Kiểu vải phơi khô này mình sẽ ăn, nó ngọt hơn cái vải này tươi. Ngọt hơn. Ông bố mẹ ông mới hại. Nó còn này thôi ạ. Còn đó. Thèm lắm nhưng mà cố mắc nhị. Nó đau ạ. Chắc mình làm bánh mì ăn vậy. Kiếp trước em mình bóc kín. Quay em lấu cứ để tủ lạnh mà bóc kia. Lấy cái đậy lên nó lạnh. Bóc cái bóng nó khiếp không? Sữa chua đã ngon. Bánh mì vua các bạn. Mua hôm qua ăn khá không hết. Bỏ chiều qua ăn miếng. Rồi nè tiếp. Không biết tầng này mà tháo ra. Đây. Đấy, cứ bị đứt đứt đứt. Sữa để tủ lạnh mát không?
như mình em mình là mua cái hộp này như là 18 hay 20 gì đấy. À, à, em biết tiếp. Nhưng ăn nó ngon lắm. Nhưng hộp rẻ. Hộp 5.000 là tí. Nhưng hai ăn nó như buổi sáng. À, ăn nó hộp to rồi. Rẻ hơn. Wow. Nghe có thể pha sữa uống. Pha nước nắng. Uống ngon. Nhưng tấm em chỗ uống thổ thì ăn ngon. Ngủ sữa đặc lắm. Ngon. Ăn thỏ thẻ như mèo á. Ăn được không? Ừ. Mình bắt con mèo con thì mình đã cho cho mình gặm màu đen. Đồng kia bị cay thì mà hôm nay là sợ người lắm ạ. Bây giờ nó quen rồi, nó bạn hơn. Hả? Nó ăn miếng bé tí á. Nó không bé, nó không bé. Nó ăn nhanh ngon lắm ạ. Và miếng thịt về đủ nó no rồi. Ăn có thể như mèo. Cơ lắm hết. Mình là ngọt, mình ăn miếng ngọt mình thích. Đấy, nó ăn có mấy miếng lại bụng mà nó ích ảnh tệ lên điêu. Mình vẫn đang ngồi dưới cổng. Nó đọc việc lê lên đấy. Ngon. Nhiệt rất ngon ạ. Mình bị đứt tà lai tà lai. Cái này là tình bằng cọc mặn kệ. Thần kinh. Mình đang có bầu. Tâm lý không được căng thẳng. Mình đang phải thoải mái mặn kệ. Ông thần kinh thì chắc làm gì vậy? Ngán lắm. Nói phương rồi, chuyện mồm nó chết.
nọ ăn nhiều luôn á. Ngon. Ăn thôi. Ngon. Cất đấy nhỏ nhỏ kia mà ăn nhiều mình hay nôn tí. Giờ thì mình cũng bị nôn thôi, mình còn ít hơn, mình hay nôn buổi sáng. Quên mất nhà hết sữa. Phải đây dạy uống một cốc hộp sữa. Ăn bằng quấn. Ăn cái phở em mình có quấn cho mình ăn xong luôn hết cả. Không ấy được. Ăn nhiều lúc quá không ăn thì mình đòi đó không chịu được ấy. Mình mang nhanh no mình nhanh đó. Hôm qua nhà chồng mình luộc gà ăn ngon, gà ngon lắm nhưng mình không ăn sợ. Mình chỉ ăn cháo không. Ăn bim bim nén đồ ngọt ăn linh tinh nước mía nhiều nghĩa mình cũng thích. Trời ơi quấn vào dưới nó dễ chảo lắm ạ, con điên đi ăn vỏ thật ta. Nặng quá mà chưa cắt được vào rau mà mình cắt được rồi. Cô mẹ này, lúa vào đâu ánh như bây giờ. Đấy, đấy, đấy. Cái này nó đi. Mình ghép gạn ghê hết đó. Thủy gà. À, mày ăn vải á? Có luôn bụng đấy. Trời mày tâm hồn cao cả hết. Đấy, tao bóc cho mày ăn. Tưởng gì khó. Con này tỉ bạn thì ăn vải chị. Của con hai con thôi. Ở đâu lo con nữa bây giờ. Chích 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 chích. Ô con này su đâu không kịp rồi này. Thế thôi không ăn này mình bóc đúng không su nha, su nha, mệt nha. Mùi vải thơm phức ạ. Đấy các bạn ơi, mình tranh thủ mình quay mấy cái video ngắn cho các bạn mình ăn đau họng lại nhiệt miệng. Tôi chẳng ăn được gì nhỉ, chẳng quay được gì, chẳng biết nói chứ gì các bạn thì sẽ kết thúc video này thôi, tranh thủ đi đủ cơm các bạn. Không nắng quá rồi, mệt quá, nắng được rồi các bạn. Nếu bạn thấy video mình hay thì like, share, kênh và đăng ký kênh. Bye các bạn.